một con chuột không ngại địa hình, tất nghệ lưu chắc độc quyền của Microsoft. Con chuột này có thể di trên nhiều bề mặt, thậm chí cô ghê như mặt trăng chắc luôn. Đó là con chuột Microsoft Modern Mobile. Con chuột có tới 5 màu để các bạn lựa chọn, style nào cũng phối đồ ngon lành luôn. Tóc rất nhỏ gọn dễ thương nữa, thậm chí mình nhét túi áo còn vừa nó đây. Một nét chấm phá trên em chuột này đó là con lăn bằng thép. Không nhiều chuột có điều này đâu nha. Chuột dùng Bluetooth và được cấp điện bằng 2 pin 3A nhé các bạn. Cái nắp mở pin cũng thông minh lắm, dùng 500 để giữ cái nắp, mở hay đóng gì cũng tiện hết. Microsoft Modern Mobile di trên nhiều bề mặt, nhỏ gọn, trendy. Các bạn sẽ chọn màu nào? Một con chuột không ngại địa hình, tất nghệ lưu chắc độc quyền của Microsoft. Con chuột này có thể di trên nhiều bề mặt, thậm chí cô ghê như mặt trăng chắc luôn. Đó là con chuột Microsoft Modern Mobile. Con chuột có tới 5 màu để các bạn lựa chọn, style nào cũng phối đồ ngon lành luôn. Tóc rất nhỏ gọn dễ thương nữa, thậm chí mình nhét túi áo còn vừa nó đây. Một nét chấm phá trên em chuột này đó là con lăn bằng thép. Không nhiều chuột có điều này đâu nha. Chuột dùng Bluetooth và được cấp điện bằng 2 pin 3A nhé các bạn. Cái nắp mở pin cũng thông minh lắm, dùng 500 để giữ cái nắp, mở hay đóng gì cũng tiện hết. Microsoft Modern Mobile di trên nhiều bề mặt, nhỏ gọn, trendy. Các bạn sẽ chọn màu nào?